kẻ mà con vừa mới giết không phải là kẻ mà chúng ta cần giết. Cũng tốt, tên đó cũng rất đáng chết. Chỉ tiếc là kẻ mình đang tìm nhưng vẫn không sao tìm được. Chỉ cần con tiếp tục giết chúng, chắc chắn sẽ giết được kẻ mà mình muốn giết. Nhưng mà con vẫn cảm thấy không an tâm. Con lo sợ Phủ Khai Phong sẽ nhận xử lý vụ án này hay sao, và sẽ điều tra truy tìm chúng ta. Dù Bao Chuẩn có tinh khôn tới đâu, cũng không ngờ rằng đỉnh đỉnh đại danh Mộc Chủ Bang này chính là Khương Tứ năm xưa. Và càng không ngờ rằng thì ra Hoa Hồ Điệp là thân nhi nữ. Thân nhi nữ Khương Vĩnh Trí này đường đường là một nam nhi trai trắng mà phải cải trang thân phận nhi nữ để giấu giếm thân phận của mình. Nếu không làm vậy thì năm đó con đã chết dưới tay Hoa Hồ Điệp Hoàng Bá rồi. Đúng vậy, vì trả thù cho cha và trả thù cho đại tỷ, con đành chấp nhận bất cứ mọi đau khổ. Kẻ đó đã cứu mạng của Thúc Điệp Đệ sao? Lúc đó Hoàng Bá đã đuổi theo để giết đệ và Vĩnh Trí. Có trên 10 đứa bé đồng tuổi với Vĩnh Trí đã bị giết hại, thật oan cho họ. Thiết nghĩ để chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng mà Vĩnh Trí vẫn còn non dại, thù giận chưa trả. Mộc sư huynh, mong sư huynh nghĩ tình sư huynh đệ cứu mạng của đứa bé này. Tiểu đệ, tuy đệ học nghệ không thành nhưng mà võ công của đệ cũng không thấp kém. Có lần đệ đã ra tay cứu mạng của ta, vì ân nghĩa đó ta làm sao mà quên được chứ. Thôi được, cứ ở lại đây đi, để thay thế cho ta. Thay cho sư huynh à? Đúng. Mộc Đao Linh này ở lĩnh vực ca hát tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng mà chỉ tiếc tuổi tác của ta đã cao rồi. Bấy lâu nay ta không hề giáp mặt với bất kỳ ai, lẽ đó mà thường đeo chiếc mặt nạ này. Số người ở trong nghề ai cũng biết thói quen này của ta. Huynh đệ mình là đồng môn sư huynh, đệ cũng đã từng học hát đào. Kể từ nay đệ cứ đeo chiếc mặt nạ này thì không ai có thể nhận ra đệ được nữa. Vậy còn sư huynh? Ta già rồi, nay bệnh mai đau yếu, đây cũng là lúc để ta quy ẩn. Khi ta đi khỏi đây, đệ hãy ở lại trong đoàn làm chủ ban thai cho ta. Về chuyện thiếu gia của họ Khương, để nhớ thay đổi tên họ cho nó đi. Cách dùng trai giả gái để phải nhận nó là đồ đệ của mình. Chỉ có làm vậy mới không ai biết nó là Khương Vĩnh Trí. Đại ơn đại đức này của sư huynh, Khương Tứ sẽ khắc mãi ở trong lòng. Sư huynh hãy nhận một lại. Ở đây sư đệ à, đứng dậy đi. Thiếu gia, hiện Hoàng Bá đang truy lùng dấu vết của thiếu gia, Thúc Điệp ta không còn nơi nào để dung thân. Nhớ phải ráng chịu đựng. Từ nay tên con là Hoa, thân là nhi nữ. Làm như vậy con mới có thể thoát khỏi cái chết. Tứ Thúc à. Kìa, thiếu gia, đứng dậy đi. Tứ Thúc không những đã cứu mạng cho Vĩnh Trí này, người còn dạy cho con học võ công thượng đỉnh nữa. Thiếu gia, đứng lên. Lẽ ra tiểu Khương Tử này là một kép hát bị mọi người khinh khi. Cũng nhờ cha của con không chê bai đã nhận ta về làm tùy tùng. Khương Tử này dù phải bỏ tính mạng cũng phải bảo vệ cho thiếu gia. Chỉ tiếc là gân tay gân chân của ta đã bị tên Hoàng Bá chặt đứt, không còn nội lực. Việc trả thù chỉ trông cậy vào con mà thôi. Vì phải trả thù, 10 năm qua
con phải nhận lấy cái tên Hoa Tước để giấu kín thân phận, dùng cánh hát đi ngụy trang nhằm tìm ra tung tích của tên ác bá, và đã dựa vào biệt danh Hoa Hồ Điệp của hắn thiết nghĩ những kẻ con giết đều là những tên ác bá. Trong số người đó không có tên nào có hình xăm con bướm, không có tên nào là hoàng bá cả. Trời đất bao la, tìm kẻ muốn tìm, điều đó không có dễ dàng đâu. Chỉ cần hắn đọc được câu đối của con thì hắn sẽ biết con là ai rồi. Có thể nhử hắn ra tay giết con thì con mới có thể giết hắn được. Trăng rằm trung thu khóc thở than, hồn ma đòi mạng biện chân nhang. Lời khai vừa rồi của ngươi, nó đã thấy Hoa Hồ Điệp. Dạ phải Triển đại hiệp, lúc đó không phải một mình tôi thấy mà hai người họ cũng thấy. Dạ phải. Nhưng mà hắn ra tay mau lẹ, tôi chưa kịp nhìn kỹ dung mạo, tôi chỉ thoáng nhớ hình dáng của hắn là một gã đàn ông tuấn tú. Trăng rằm trung thu khóc khóc thở, hồn ma đồi mạng biện chân nhan. Hoa Hồ Điệp đã liên tục gây ra 7 vụ án, sau khi giết người, hắn đều để lại hai câu thơ này, hình như là có chứa đựng hàm ý gì đó. Vụ án của Hoa Hồ Điệp làm hoàng thượng kinh động, bổn phủ phụng mạng truy xét. Triển hộ vệ, có thuộc hạ. Đối với vụ án này, ngươi có kiến giải gì? Thuộc hạ đã tới hiện trường để điều tra rồi, phát giác 7 người bị hại đều là những kẻ có võ công, là ác bá hoặc là những sơn tặc quanh vùng. Hầu hết đều là những tên háo sắc. Trước giờ xảy ra vụ án, chúng có hành vi hiếp đáp lương dân và cả những thiếu phụ ở trong làng. Căn cứ theo lời nói của Triển hộ vệ, kẻ bị Hoa Hồ Điệp giết đều có cùng một sở thích. Nhưng sự việc khiến bổn phủ khó hiểu là Hoa Hồ Điệp trước đây gian ác xảo trá, tội lỗi khôn lường. Vậy vụ hãm hiếp tiểu nữ tử phụ nhân, tội lỗi khó làm người đời quên được. Nhưng Hoa Hồ Điệp hiện giờ giết chết những cường hào ác bá, luôn có cử chỉ thay trời hành đạo. Trước sau hai kẻ Hồ Điệp, xét kỹ chắc chắn là hai người. Lời nói của đại nhân là hữu lý. Hoa Hồ Điệp tung hoành mười mấy năm nay, mấy năm sau biệt vua âm tính, chuyển cách đây khoảng chừng 10 năm. Tính đầu ngón tay, hắn đã ngoài 40 tuổi rồi. Giờ đây Hoa Hồ Điệp xuất hiện, theo lời khai của nhân chứng, lại có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Từ đó cho thấy, quả thật là có hai kẻ khác nhau. Hoa Hồ Điệp hiện giờ, lúc hắn gây án, đều ngước mặt lên nhìn thẳng mọi người. Có điều, không có một ai có thể gặp được diện mạo thật của hắn hết. Ngoài việc giết người gây án xong, người này còn nhiều khía cạnh cho thấy không phải kẻ phàm tục trên trần gian. Nguyên do của vụ án bổn phủ chưa thầm thấu hết, nhưng trước sau hai tên Hoa Hồ Điệp chúng có những mâu thuẫn không ngờ. Đúng vậy, 10 năm trước sau khi vụ án của họ Khương xảy ra thì Hoa Hồ Điệp cũng mất tích vào thời gian đó. Công Tôn tiên sinh. Dạ có ti chức. Phiền ngài lục lại những vụ án sơ trạng năm đó, hy vọng tìm được vô dịch. Ti chức tuân lệnh.